Năm học này, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có 118 học sinh lớp 12, với đặc thù đa số là học sinh dân tộc thiểu số, vẫn có nhiều hạn chế về trình độ, kỹ năng, nên ngay từ đầu năm học, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã sớm có nhiều giải pháp để ôn thi tốt nghiệp cho các em. Song song với chương trình chính khóa, nhà trường đã triển khai chương trình ôn thi tốt nghiệp, chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn lập kế hoạch cụ thể, đưa ra các giải pháp cho từng bộ môn thi tốt nghiệp, bám sát chương trình, bám chuẩn kiến thức cơ bản, bộ đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ôn luyện cho các em. Việc học tiếng Anh của các em rất khó khăn bởi vì là các em sử dụng cái ngôn ngữ phổ thông chưa được thành thạo. Hơn nữa là có nhiều học sinh là không được tiếp xúc với việc học tiếng Anh ở cấp trung học cơ sở. Để nâng cao chất lượng ôn thi nói chung và bộ môn tiếng Anh nói riêng, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch từ đầu năm bám sát nội dung kiến thức trọng tâm của chương trình lớp 12 và đề minh họa của bộ để có cái hướng là ôn thi cho các em đúng trọng tâm, trọng điểm. Liên quan đến cái chất lượng dạy học, đó là cái công tác nuôi dưỡng. Chúng tôi phải quan tâm đến cái chất lượng bữa ăn, an toàn thực phẩm, đảm bảo cho các em là đảm bảo sức khỏe trong công tác là ôn luyện. Đối với một số bạn mà có nguyện vọng mà thi vào đại học cao đẳng thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp riêng hỗ trợ cho các em là trong công tác ôn tập đề thi đại học để các em là có được cái cơ hội là vào các trường đại học cao đẳng chuyên nghiệp theo nguyện vọng của mình. Năm 2022, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã đạt kết quả đáng ghi nhận ở kỳ thi tốt nghiệp với tỷ lệ hơn 97% học sinh đỗ tốt nghiệp. Đặc biệt nhà trường đã có 22 học sinh đỗ đại học, tỷ lệ cao nhất trong những năm học gần đây. Đây chính là động lực để nhà trường, giáo viên, học sinh cùng nhau cố gắng để đạt được những kết quả cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này thì ngoài chuẩn bị sức khỏe và tâm lý vững vàng thì em còn nỗ lực ôn tập những kiến thức cơ bản của 6 môn ôn thi để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Em ao ước là sẽ đầu vào trường Đại học Sư phạm Huế để em muốn làm giáo viên tiểu học để mà mang về cái chữ cho bản làng của mình. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, toàn tỉnh có hơn 11.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một hội đồng thi dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và thành lập 30 điểm thi chính thức, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra tốt đẹp.